Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em lại lên một cái clip để giới thiệu về linh kiện rời đúng không? Hôm nay em gửi cho một chị có tên là Mary Võ. Chị này lấy rất nhiều combo của em rồi, hình như là mua cho chồng. Hôm nay chị đặt là một đôi bác 40 Martin từ 109 con 76, một đôi tép kèn 450 Martin từ 102 con 4 nắp nhôm màu trắng và một đôi phân tần BL2. Combo này giáp loa kéo đánh cực kỳ hay và giáp các cái dòng phun gia đình, loa kẹo kéo. Còn ngoài ra thì em lại giới thiệu kèm thêm mấy mẫu nữa để cho các bác khách hàng ở mọi miền tổ quốc. Một đôi chép kèn neo Nexo, số lượng chỉ còn độ tầm 10 đôi nữa là hết. Các bác nào mà có nhu cầu chốt đơn nhanh tay. Con này từ khủng nhá. Bình thường các dòng khác từ 80 thôi, con này từ 100 và con 46. Loại này là neo liền khối, cực kỳ chất và đẹp và giá thành cực kỳ hợp lý. Một đôi chung từ neo, kích thước chéo góc của nó là 14,5 cm. Con này có thể nằm loa bát để nằm loa cột các bác nhá. Nhiều bác nó dựng loa cột bằng chung từ neo này, tiếng của nó hay lắm. Với cấu hình là gân cao su. Và tiếp tục là một đôi bát 25 Martin gân mút từ 107 côn 63 xương sắt. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu với tất cả các bác từ đầu là combo loa kéo luôn. Và hôm nay em sẽ báo giá từng cái linh kiện một để cho tất cả các bác đặt hàng. Đấy, đầu tiên là cặp bát 40 Martin. Tổng cái combo này của nó là có giá là 3.150.000, nhưng hôm nay em sẽ báo giá rơi từng món một để tất cả các bác chọn này. Con này là màng của nó là màng đen mờ và gân vải tẩm dầu hai gân. Bát này thì hầu như ngày nào nhà Tùng Nguyễn cũng phải lên sóng cho tất cả các bác là phải vài đôi. Một mã này nhà Tùng Nguyễn Audio một ngày phải đi vài đôi. Còn đâu các đại lý thì tính sau. Từ 109 con 76 bát 40 Martin. Đấy, gân vải, tiếng ca sáng, hàng chất lượng tốt, giá rẻ bình dân mà lại chất lượng rất là tốt. Bát 40 từ 109 có giá 1.750.000 một cặp, được bao ship các bác nhé. Nhận hàng được kiểm tra thanh toán. Sản phẩm bao hay, bao ca sáng tất cả các bác khách hàng. Dòng này em bán nhiều năm, tiếng của nó rất là hay, em bán 5 năm nay tại cửa hàng rồi. Các bác biết đến các mã mà bán được 5 năm mà tại cửa hàng thì chất lượng của nó phải như thế nào. Đấy. Tuy rẻ thì rẻ thật nhưng mà chất lượng của nó rất là hay. Một đôi củ kèn ren xoáy từ 102-04 Martin, nắp nhôm, thép màu trắng, thép này của nó rất là xịn và tiếng hay. Của là từ đôi củ này của nó 800. Và đây là đôi phân tần BL2. BL2 của nó 600, có một bóng cầu chì và hai chở bằng nhôm. Đấy, phân tần này ra là một bát này, một chép này, các bác hàn dây vào đây là âm dương đây. Đấy, còn đây cái đường in là đường vào. Đấy. Đây là combo của 40 Martin nắp loa kéo rồi là đánh gia đình nhá. Nếu mà nắp tép kèn côn 75 thì mình đánh sự kiện. Còn tiếp tục các bác muốn trải nghiệm, ví dụ như kèn 450 Martin đấy là đẹp rồi đúng không ạ? Các bác muốn trải nghiệm sang cái dòng như là từ leo thì đây em có dòng Nexo. Có các cái tản nhiệt nhôm này. Từ neo khủng nhá, từ 100 và côn 46. Cái đôi củ chiếc kè này tiếng của nó rất hay và lanh canh và sáng tép. Con này củ của nó có giá 1.400.000 một đôi. Cốc nhôm. Còn nó các bác chuyển sang cái dòng chung này. Đây là các bác có thể nắp loa cột hoặc là làm loa chung. Các bác phải lưu ý cho em là điểm bắt ốc của nó chéo góc là 14,5 cm phủ bì ngoài. Con này có giá 500.000 một đôi. Chung neo này thì em bán cũng lâu năm rồi, phải 2 năm nay rồi. Gân của nó cao su và màng của nó màu đen. Tiếng chung mic rất sáng luôn. Đặc điểm anh em mà nắp loa cột 3 bát, 4 bát trên một thân thùng thì con này nó tiếng nó rất hay. Lưu ý cho em từ neo khác mà từ đá khác nha. Từ đá thì nó rẻ hơn, từ neo nó là hàng cao cấp. Còn đây là cặp bát 25 Martin từ 107 côn 63 xương sắt. Và từ 107 là từ to nhất trong tất cả các loại gân mút. Đây, gân mút này thì nó sẽ có cái tính chống rất sâu và mềm. Từ 107 côn 63 âm ly và đánh đẩy thoải mái. Và xương nó xương sắt nhưng xương rất dày. Vì cái củ lam châm to nên cái xương nó phải dày. Con này của nó có giá 1.100.000 một đôi.
Hôm nay Tùng Nguyên Audio có giới thiệu về mấy mẫu sản phẩm, các bác có nhu cầu quan tâm đến các cái mẫu mà em vừa giới thiệu thì cứ nhận hàng, kiểm tra đúng mẫu mới phải nhận hàng. Và hôm nay thì cửa hàng Tùng Nguyên Audio xin chào và hẹn các bác trong cái clip mới nhất nha.